dạ quốc hương nhà đất bình phước xin kính chào quý cô chú anh chị cùng quý nhà đầu tư đang xem kênh của em nha dạ thì hiện tại em đang có mặt tại chợ tân tiến nha quý cô chú anh chị à, đây là khu chợ tập trung khá là đông đúc luôn ha và đây là buổi sáng nên dân cư đang đi chợ cũng khá là đông luôn ha và trước mặt em đây bên phía tay trái là có bách hóa xanh nha quý cô chú anh chị và nói chung là chợ của mình lúc nào cũng là buôn bán thấp nập hết ha và hôm nay em xin gửi đến quý cô chú anh chị một lô đất thì à, cách đường quốc lộ là khoảng 650m thì quý cô chú anh chị khá là gần luôn và lô đất của mình là mặt tiền bê tông ha và à, mặt tiền bê tông của mình là đường bê tông thông nha quý cô chú anh chị và lô đất của mình là có sẵn cao su ở trên đất luôn thì à, nếu mà quý cô chú anh chị có à, dành chút ít thời gian thì cố gắng theo dõi hết video của em ngày hôm nay để biết được cái lô đất này có phù hợp với tài chính của mình hay không nha. Dạ thì bây giờ em sẽ di chuyển vào con đường nhựa này để vào trong lô đất của mình nha quý cô chú anh chị. Lô đất của mình thì như lúc nãy em có nói thì cách đường quốc lộ chỉ có 650m thôi. Thì quý cô chú anh chị cũng thấy là từ ngoài đường quốc lộ vào trong lô đất thì nhà cửa hai bên đường là hiện hữu và khá là đông đúc nha quý cô chú anh chị ha và à, lô đất của mình thì nói chung là giá chủ bán lỗ 50% so với cái giá mua lúc ban đầu nha quý cô chú anh chị thì nếu mà quý cô chú anh chị có mua đầu tư hoặc mua để ở thì em thấy là lô này là khá là thích hợp luôn ha và nếu quý cô chú anh chị có xem video này mà yêu thích cái lô đất ngày hôm nay em quay thì nhớ là à, các bạn với em qua số zalo là 0967557282 nha em sẽ gửi thông tin hình ảnh sổ sách vị trí của lô đất này qua cho quý cô chú anh chị mình tham khảo luôn ha và đây là đường bê tông vào trong lô đất của mình ngày hôm nay và hiện tại em đang di chuyển đến cái lô đất của mình rồi nha quý cô chú anh chị thì như nãy giờ em có quay thì quý cô chú anh chị thì cũng thấy là đây là cái hướng di chuyển ra đường quốc lộ như quý cô chú anh chị ha và từ đây di chuyển ra đường quốc lộ là 650m ha và đường bê tông của mình ở đây là hành lang nội giới là 3m nha và xe hơi di chuyển thoải mái như quý cô chú anh chị và nhà cửa xung quanh ở đây là hiện hữu luôn quý cô chú anh chị ha và ở đây thì cũng có à, nói chung là à, có dân ha và Đường thì đường thông nữa thì quý cô chú anh chị có lên xem đất thì nhớ báo trước em một ngày Thì để em đưa quý cô chú anh chị vào tham khảo ha à Thì cái hướng này thì cũng di chuyển ra được đường quốc lộ như quý cô chú anh chị Và cái hướng này nếu mà di chuyển ra đường quốc lộ thì khoảng là 900m ha Cái đường này thì xa hơn một chút nhưng mà tính ra là hai đầu đều thông ra đường quốc lộ được luôn ha Và từ vị trí đó thì nói chung là di chuyển ra các hội dân phía bên ngoài cũng khá là gần luôn quý cô chú anh chị và hôm nay em sẽ gửi đến quý cô chú anh chị một lô đất có sẵn thổ cư ha và chủ gửi em bán một lô đất thì được 10 m mặt tiền đường bê tông này nha quý cô chú anh chị đây là lô đất của mình nha quý cô chú anh chị ha à, nhìn từ ngoài vô là thấy rất là bằng phẳng và rất là thông thoáng luôn ha và phía trước là à, có một cái đường hàng rào lưới kiểm gai đó quý cô chú anh chị nói chung là đất của mình rất rất là thoáng luôn thì quý cô chú anh chị lên xem thực tế thì sẽ thấy nó rất giống ở trong video của em ha tại vì video của em là video thực tế không có cắt ghép hình ảnh nha quý cô chú anh chị nói chung là à, video quay như thế nào thì quý cô chú anh chị lên là thấy đất của mình là như vậy luôn ha và lô đất của mình thì tọa lạc tại ấp tân hòa xã tân tiến huyện bù đớp tỉnh bình phước nha quý cô chú anh chị và thuộc hướng tây ha và cái sổ của mình thì là có sổ sẵn nha quý cô chú anh chị à, và chủ sẽ cắt và chủ sẽ bán cho mình 10m ngay từ cái cọc em chỉ ha ngay từ đây và qua phía bên này đây qua phía bên này là 10m nha quý cô chú anh chị đây, em di chuyển qua cái phía cái ranh, cái ranh bên này nè đây phía ngay cái, cái cọc bê tông đó quý cô chú anh chị thấy ha. Và qua đây là 10 m và dài một cạnh là 97 m và một cạnh là 98 m nhưng quý cô chú anh chị. Chạy thẳng ra phía đằng sau luôn ha. Và có sẵn 100 thổ cư cho mình luôn. Và lô đất của mình thì tổng là được 962,6 m2 là tức là gần đường một xào đó quý cô chú anh chị ha. Có sẵn thổ cư và được 10 m mặt tiền thì à, em thấy là mình làm nhà cửa cũng khá là ok đó quý cô chú anh chị ha. Và trên đất của mình thì cao su thì được uh, uh, chắc khoảng hơn 3 năm tuổi đó quý cô chú anh chị ha uh, Cao su khá là tốt luôn quý cô chú anh chị Và hậu của mình rất là dài luôn 97-98 nên rất là dài ra phía đằng sau luôn quý cô chú anh chị ha Và quý cô chú anh chị cũng thấy đất của mình rất rất là bằng phẳng luôn Và không vướng tranh chấp, không vướng quy hoạch và không có mồ mã gì ở trên đất nha quý cô chú anh chị Đất của mình hoàn toàn là đất sạch luôn ha và lô đất này thì chính chủ gửi em bán với giá chỉ có 295 triệu ba sổ sách cho mình luôn quý cô chú anh chị. Em thấy khá là rẻ luôn ha. Và lô đất này thì nói chung là chủ nhà mua giá cũng khá là cao nhưng mà bán giá lỗ hơn giá mua rất là nhiều luôn thì quý cô chú anh chị có thiện chí thì cứ alo cho em ha. Và nếu mà muốn thương lượng giá nào thì cứ alo cho em, em sẽ thương lượng với chủ và báo lại cho quý cô chú anh chị mình ha và đây cái vườn cao su của mình đây quý cô chú anh chị thấy không à, nói chung là rất rất là đẹp đó quý cô chú anh chị và lô đất của mình thì hiện tại là thuộc hướng tây ha và à, nói chung là em thấy lô đất này thì quý cô chú anh chị mua đầu tư hoặc mua để ở thì em thấy rất là hợp lý nha quý cô chú anh chị và à, nói chung là mùa nắng nên chủ nhà người ta đốt lá đó quý cô chú anh chị nên ở phía sau này bị cháy xém thân cao su một ít ha nhưng mà không sao nha quý cô chú anh chị cháy một ít thôi chứ cũng không phải là cháy hết ha cháy khoảng à, chục cây đó quý cô chú anh chị đây do đốt mà à, nắng quá nên nó cháy lan đó quý cô chú anh chị mùa khô mà nó sẽ cháy lan đó, ha đây là cái vườn của người ta nè quý cô chú anh chị vườn của mình là có cọc cọc thẳng ra đằng sau đó quý cô chú anh chị ha nói chung là có cọc rào hết rồi nhưng mà cái lúc mà quý cô chú anh chị lên mua thì bên chủ nhà sẽ kêu địa chính vào và đo ranh cắm móc lại cho bên mình đủ bốn móc luôn ha thì quý cô chú anh chị cũng yên tâm về cái vấn đề là pháp lý và đo ranh cắm móc nha hiện tại thì có móc sẵn rồi nhưng mà nói chung quý cô chú anh chị muốn đo lại thì bên chủ nhà người ta vẫn đo lại cho mình ha và nếu mà Uh, từ vị trí của em nha quý cô chú anh chị Mà di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh Là khoảng là 150km thôi quý cô chú anh chị ha Và di chuyển về Bình Dương là 94km Và di chuyển về Đồng Xoài là 75km thôi quý cô chú anh chị Cũng tùy thuộc vào vị trí của quý cô chú anh chị mình đang ở đâu nữa ha Dạ thì đây là cái ranh cuối cùng của mình rồi quý cô chú anh chị ha Đây Đây cái ranh móc cuối cùng của mình là ở đây ha đó à, bên bên vườn cao su đó là của người ta ha. ranh móc của mình là từ đây qua phía bên kia là 10 mét nói chung cái sổ của mình khá là đẹp luôn ước cô cho anh chị à, đầu đuôi bằng nhau ha à, và có sẵn thổ cư luôn thì bây giờ em sẽ nói lại thông tin một lần nữa cho quý cô chú anh chị mình nghe thêm một lần ha dạ lô đất của mình thì tọa lạc tại ấp tân hòa xã tân tiến huyện bù đớp tỉnh bình phước và cách đường quốc lộ chỉ có 650 trăm năm mươi mét thưa quý cô chú anh chị ha và thuộc hướng tây và chủ bà, bán một lô đất là 10m mặt tiền bê tông đường thông như quý cô chú anh chị dài một cạnh 97m một cạnh 98m và có 100 thổ cư tổng là 962,6m2 và bán với giá chỉ có 295 triệu bao sổ sách cho mình luôn và trên đất thì có sẵn cao su hơn 3 năm tuổi như quý cô chú anh chị đất của mình là chất đất đen sỏi và rất là bằng phẳng và thông thoáng không vướng quy hoạch không mùa mã gì ở trên đất luôn thì quý cô chú anh chị có lên xem đất thì nhớ điện trước cho em một ngày ha em sẽ sắp xếp và dẫn quý cô chú anh chị vào xem đất ha và em cũng quay là từ ngoài đường quốc lộ vào trong lô đất cho mình thì quý cô chú anh chị cũng thấy là toàn bộ lô đất là nó như thế nào rồi hiện trạng cũng nó như thế nào thì quý cô chú anh chị mình cũng thấy rõ và em cũng đưa hình cuốn sổ lên thì quý cô chú anh chị nhìn cũng thấy là sổ của mình khá là đẹp ha và với giá 295 triệu bao sổ thì quý cô chú anh chị thấy phù hợp với à, tài chính của mình Thì nhớ alo cho em nha Và em à, đến đây em cũng xin là... Um kết thúc video ở đây nha quý cô chú anh chị. nếu mà quý cô chú anh chị thấy yêu thích video ngày hôm nay em quay thì nhớ cho em một nút like, chia sẻ video và đăng ký kênh giúp em với nha. À, cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết video của em. tạm biệt quý cô chú anh chị và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị vào những video tiếp theo nha.